Hello xin thân ái, kính chào toàn thể quý anh chị thân mến nha Hôm nay Hiệp có mặt tại xã Cà Nà, huyện Đàm Rông, tỉnh Lâm Đồng nha quý anh chị Hôm nay Hiệp đem đến cho anh chị một mảnh đất ha Có tổng diện tích là 3 mẫu 3 nha anh chị Tức là 323 nha Và vị trí của chúng ta là cách chợ là 1 km nha anh chị Và hiện tại ở nơi Hiệp đang đứng đây là con đường nhựa đang làm luôn nha anh chị Và chúng ta gần cái đập thủy điện và view hồ ở đây thì một chút nữa Hiệp sẽ đeo quay thông tin chi tiết cụ thể Mời quý anh chị mình theo dõi hết trong phần video của Hiệp nha Ở sau lưng Hiệp đây là con đường của chúng ta Là có con đường nhựa này là 6m nha anh chị Và chúng ta ăn dài lên trên đây là 100m Rồi sau đó cái mảnh đất chúng ta sẽ lên trên đỉnh đồi và trên đỉnh đồi chúng ta bằng như một sân bay trên đó luôn nha anh chị rất đẹp luôn từ trên đó anh chị mình có thể làm những khu hôm tây nghỉ dưỡng trên đó chúng ta nhìn xuống hồ ở đây và thác thủy điện luôn nha anh chị nha rồi, bây giờ thông tin chi tiết mời anh chị mình xem tiếp theo trong phần video của Hiệp nha. Xin cảm đồng cảm ơn. Ở đây trước mặt của chúng ta đây là chúng ta đi ra chợ hướng mình đi ra chợ nha anh chị. Rồi mình ra liên thông ra quốc lộ rồi mình có thể đi ra tà đùng rồi mình quanh về luôn nha. Đó thì ở đây mình từ đây vị trí Hiệp đang đứng là ra tới chợ là 1 km là khu dân cư mình cũng sầm uất luôn ha. Đó anh chị nhìn thấy. Còn ở đây là con đường mình đi lên đất của mình thì ở hiện trạng ở đây là mình có con đường 6 m nha anh chị nha. Đó thì cái mảnh đất của mình nó nằm trên cái chốc đồi trên đó ha Rồi trên đó chúng ta bằng phẳng Còn ở đây thì con đường nhựa hiện tại ở đây là đang làm đấy nha anh chị à, Con đường này là chúng ta cũng đi liên thông nha Mình đi về Đà Lạt, đi về Tà Đùng, đi về Đất Nông, Đất Lắc vân vân nha đó. À, Bây giờ Hiệp xin trân trọng kính mời toàn thể quý anh chị mình Chúng ta cùng Hiệp chúng ta tháp tùng lên xem cái view đất này À, và nó trên hiện trạng trên đất đang có trồng loại cây gì và mảnh view nó ra sao thì mời anh chị xem tiếp theo trong phần video của hiệp nha ở đây là chiếc xe hơi mình đang đi lên luôn nha anh chị nha đây là mình có căn nhà cấp 4 ở nơi đây à, hiệp xin phép đồng ô khu vực này ở đây chúng ta có một số như là đa số thập phần ở bên đất này chúng ta là cà phê ha và chúng ta có bơ sen kẽ nè Đó, đúng không ạ rồi Bây giờ cái phần trống bên đây nè anh chị là của hàng xóm kế bên nha. Còn cũng ta dọc theo đây và chúng ta ăn truyền lên trên đỉnh đồi. Thì lên trên đỉnh đồi một chút nữa thì sẽ lên tới đó thì quay cho anh chị mình xem nha cụ thể. Ở trên đó mình là có khoảng hơn 2 hectare cho đó là nó bằng phẳng luôn ha. Đây là mai sau này anh chị mình về mình cải tạo con đường này nữa mình chạy thẳng lên đó luôn nha anh chị. À đây là do chúng mình đang làm ở khu vực này làm con đường để đi lên trên đó. Thì toàn bộ ở đây là có cà phê là nhiều nha anh chị nha. Bây giờ hiệp trân trọng mời toàn thể quý anh chị mình hiệp chúng ta đi lên tới chảnh luôn nha. À, bây giờ mời anh chị cùng hiệp chúng ta leo núi nào. <laughs> Ở đây chúng ta nhìn xa lực xuống đây nè, anh chị thấy không có liền kề với mình ha. Là nó có con cái suối và cái hồ nhỏ chúng ta nè đó thấy không ạ rồi toàn bộ ở đây hẹp xịn để mô khu vực này anh chị nhìn thấy đây ha Bạn ngàn phải nói là cà phê với trà nha anh chị rất là đẹp nha ở dưới chúng ta là con đường nhựa đang làm đó anh chị ha đó ngay chỗ cái đỏ đỏ đó ở đây chúng ta cà phê ha con đường đi lên rất là thoải mái luôn đó chứ bên đây phải nói là không khí cực kỳ mát mẻ anh chị ạ quá tuyệt vời ha ở đây mình làm một con đường mình đi bọc qua lên cái đỉnh trên luôn ở bên này mình cũng đi được luôn nha anh chị nha đó <laughs> mình làm vòng vòng đất đã đó anh chị nhìn thấy gì không ạ à? mát mẻ ghiền cực kỳ luôn uh. đây chúng ta nhìn là toàn cảnh view cái khoái cái nhìn xuống view đây chúng ta xuống nhìn đây chứ đường nhựa ha đó thì à, chúng ta có đất của chúng ta là đường nhựa 6m luôn nha À, chúng ta đi có nhiều con đường để chúng ta đi bọc lên trên đỉnh luôn ha ở đây là trước mặt hiệp đây là cây bơ nè quý anh chị à, thập à, phần là trên view này của chúng ta là toàn bộ là à, bơ cà phê nha và chúng ta nhìn xuống con đường nhựa dưới đang làm đó chị à, cái chỗ này nó truyền truyền như vậy anh chị thì với anh chị mình bên thiết kế ha những cái hâm tây á anh chị mình làm cái sàn nhẹ ra đây nè chúng ta nhìn xuống toàn cảnh view dưới đây view hồ ha và bên đó là cái đó đang làm cái cầu ngay đó và quy hoạch chỗ đó là nguyên cái hồ chứa nước làm độc thủy điện mé bên đó là thuộc lâm hà nha anh chị bên đây là đâm rong à. ở nơi đây, đây nó giống như một cái mua rùa nè anh chị trồng <laughs> dâu rồi ha nó giống cái mua rùa vậy đó đó nó trọn này ở trên đỉnh này mình làm cái ao trên này là theo thiết kế ha và sau đó chúng ta làm một cái máy hôm tay che lên trên nữa nhìn xuống toàn cảnh view hồ dưới đây đó theo thiết kế của bên homestay ha tuyệt vời rồi ở đây nè chúng ta có một cái 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 hẻ nước giữa đây nè là bên đây là cục đá nè ha đó là cái đó ranh nhớ của người ta của mình từ bên cái phần xanh đây nè đó trên đây anh chị theo nó truyền nhẹ 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 đây nha đó truyền nhẹ theo con đường nè rồi bây giờ hiệp sẽ đi lên phần trên Đấy. anh chị mình sẽ xem rõ cái mảnh đất này phải nói là nó mát cực kỳ luôn Đấy. bây giờ anh chị cùng hiệp chúng ta đi lên phần trên nha trên đây nó bằng phẳng luôn nha chị <laughs> có rất đặc biệt ở cái mảnh view này. Đó. Ở đây là chúng ta dâu này. cái trần dâu ha. Rồi. Bây giờ đi vòng qua đây. Quá đã luôn. Mát mẻ cực kỳ. Tuyệt vời không chị? Ồ. Đây anh chị nhìn thấy hướng ha. Để chúng ta nhìn xuống toàn bộ nguyên một cái khu dân cư sầm uất nằm ở dưới ha rồi con đường nhựa đang làm nè rồi đập thủy điện nè ha khu khu bên lâm hà này đó còn bên mình là bên đây đường là đâm Rông ở đây anh chị nhìn xuống thấy cái cầu đó là đập thủy điện bên nằm ngay đó luôn nha nó sát bên luôn à đó hiện bây giờ nhà nước đang làm rồi rồi sau đây tương lai nữa là sẽ cải hóa nguyên con sông này để mà chứa cái nước của thủy điện anh chị cho nên khu này phải nói là cực kỳ vip luôn đó bây giờ đất của chúng ta đây ở đây nè anh chị mình đang truyền 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 nhẹ 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 này đó khúc trên đó nó bằng phẳng luôn nha cực à. kỳ luôn bây giờ hiệp à uh, xin phép ba toàn thể quý anh chị ha bây giờ hiệp sẽ lấy một khúc lấy cam để hiệp bay uh, quay toàn cảnh ở đây cho anh chị mình có cái nhìn bao quát hơn trên mặt đất này nha rất đẹp ha anh chị ha đó và cái điều đặc biệt mảnh đất này quá rẻ luôn anh chị ạ quá rẻ cực kỳ luôn ở đây mát thiệt gió nhẹ 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 thông thoảng thông thoảng cộng với cái không khí lạnh nữa. mà đặc biệt cái mảnh đất này buổi sáng anh chị nha hoặc là buổi chiều á thì chúng ta săn mây và buổi chiều á thì chúng ta săn hoàng hôn nha đó buổi chiều chúng ta săn hoàng hôn còn buổi sáng thì chúng ta săn mây đón ánh mặt trời lên thì ánh mặt trời nó sẽ lú lên từ cái chỗ này à, theo lời gia chủ ha ở chỗ này nè sương mù nó xuống mây nó bay là 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 đây rất đẹp luôn ha anh chị đó. còn đây mình bây giờ nè nó bằng phẳng thế này nè đó rất là tuyệt nha với diện tích vừa đủ như thế này á nghĩ là nó quá tuyệt vời cho anh chị mình và nó lại vừa tầm túi tiền tài chính của quý anh chị luôn nha đó, anh chị nào mình sở hữu bánh này alo chẹp nha Quá wow. Quá đã Tuy leo lên hơi mệt một chút Nhưng mà ở đây nó bằng phẳng này Đây anh chị đó. Bên đó là của người ta Thì bên đó đó anh chị Nó dòng xuống chỗ cái cầu dưới đó, đó là có con đường Bao bọc lên đây anh chị Thì ở đây là đang thu tiền để mà dân và nhà nước và dân cùng làm để làm con đường bê tông chạy dọc phía sau này, họ đi thẳng lên trên kia nha. Đó, Hiệp tôi vẫn kể cho anh chị mình nha. À, sau đây Hiệp mời anh chị xem tiếp cái phần tiếp theo trong video của Hiệp nha. À, Hiệp xin phép đừng nhắc lại cho anh chị mình nha. Ở đây chúng ta có tổng diện tích là 3 ha 3 nha quý anh chị. 3 hectare 3. Thì ở đây mảnh đất này phải nói hẹp anh chị mình cũng nhìn vừa nhìn sơ lược qua rồi đó. Rất đẹp luôn ha. Hẹp bay một phần lai like cam vòng quanh ở đây. Thì ở đây toàn bộ cái điều đặc biệt nhất ở mảnh đất này mà hẹp muốn nhấn mạnh đó với anh chị là ở dưới chúng ta đã ăn có cái đập thủy điện đang làm nè. Rồi con đường nhựa chúng ta đang đổ luôn và mảnh đất chúng ta thì lại có 6 mét mặt tiền đường nhựa đi vào luôn tổng diện tích 3 hectare 3 và hiệp không mất nhiều thời gian anh chị nha hiệp xin công bố cái mảnh đất này có giá bán là 110 triệu trên một sào à có nghĩa là mảnh đất này tổng diện tích đây là ra 3 tỷ rưỡi nha anh chị trên 3 hectare 3 là có giá bán 3 tỷ rưỡi anh chị nào có tài chính 3 tỷ rưỡi và mình muốn sở hữu cái mảnh view này để mình làm khu sinh thái khu hôm tây nghỉ dưỡng thì anh chị alo cho hiệp qua số điện thoại 08 chín nha anh chị mảnh đất cực kỳ đẹp anh chị ha rồi À, mời anh chị xem uh, sơ lược tổng quan ở đây nha rồi anh chị yêu mến alo gấp cho hiệp nha và bây giờ hiệp xin trân trọng kính mời toàn thể quý anh chị nhìn tổng quan mảnh đất nơi đây đây trước mặt chúng ta là con đập thủy điện đang khởi công và con đường nhựa và liền kề đó là khu dân cư và ở đây là mấy anh hàng xóm à, liền kề chúng ta là trồng uh, cà phê nha quý anh chị đây anh chị nhìn tổng quan sơ lược nha đây đất đỏ ba giang luôn ha và liên kề xung quanh ở đây người dân uh, trồng cà phê và đây là thửa đất của chúng ta con đường uh, từ đường nhựa chạy vào là 6 mét anh chị nhìn thấy có chiếc xe hơi đang đậu ha rồi và đây là căn nhà của chúng ta thì từ đây chúng ta chạy dài lên đến cuối đất thì phần cuối phía sau đuôi uh, là có một con đường đang uh, chuẩn bị đổ bê tông ở phía sau đuôi uh, từ dưới đường nhựa chạy lên nha quý anh chị rồi đây là con đường bên hông của mình nha đây là gia chủ làm con đường minh hông để sau này anh chị mình về anh chị mình có thể sửa sang lại thì mình có thể chạy xe hơi lên đây được luôn anh chị à, vị trí trên đỉnh này nó rất bằng phẳng đẹp ha rất là tuyệt vời một không gian phải nói là mát mẻ và lý tưởng nha thích hợp cho anh chị mình làm khu nghỉ dưỡng ở nơi đây hoặc là anh chị nào về làm việc kinh tế thì đây là vị trí để anh chị mình làm rau sạch nha à, vị trí này tuyệt vời nếu như anh chị nào mình làm nhà kính rau sập nha thì phải nói nó rất là phù hợp cho anh chị mình ạ à. và đặc biệt nữa bên đất mình có giá rất là rẻ luôn ha là chỉ có 110 triệu trên một mẫu một xào nha anh chị tức là một mẫu là 1 tỷ 4 ha rồi chúng ta nhìn sơ lực lại nha và Hiệp cũng xin nói rõ về vấn đề pháp lý luôn cho anh chị mình à để nắm rõ thông tin hơn ha về mảnh đất này chúng ta có 3 hectare ba và ở đây mình là có trích lục nha anh chị nha à, sau này anh chị mình à, à, chờ tới con đường dựa làm xong thì nhà nước sẽ quy hoạch sau đó sẽ à, cấp chuyển đổi sổ cho mình nha anh chị còn hiện tại thì chúng ta có trích lục chính vì vậy à, giá đất chúng ta chỉ có 1 tỷ bốt trên một hecta và chúng ta có thể gặp trực tiếp chủ để mình thương lượng nha anh chị đây là hiệp à, chỉ giới thiệu cho anh chị mình về tổng quan mảnh đất này còn à, vấn đề thương lượng giá cả anh chị có thể gặp trực tiếp chủ để mình à, trao đổi à, cụ thể và thương lượng nha anh chị nhìn thấy đây thật ra cái mảnh đất này anh chị nha là anh chị nào mà làm nhà kính rau sạch ha thì phải nói nó rất là phù hợp luôn chị vì à, thứ nhất là đường xá khi đổ nhựa xong thì nó rất là thông thương thứ hai là chúng ta cách quỹ ban à, đã khả năng chỉ một km chợ trường vân vân nha và chúng ta liền kề với cái hồ thủy điện thì cách khoảng độ 700m nha anh chị từ mảnh đất chúng ta ha ra tới hồ thủy điện là 700m vị trí đất xã Đại Cả Nàng huyện Đâm Rông, tỉnh Lâm Đồng nha quý anh chị đây chúng ta nhìn lại một lần nữa tổng quan con đường nhựa đang làm phía dưới nha và có con đường đi lên đất của mình là 6m bám mặt tiền đường nhựa nha quý anh chị và đây là cái hướng đi về quỹ ban nhân dân xã đại khả năng nha quý anh chị à, chúng ta đi thẳng ở đó rồi chúng ta về tà đùng luôn ha vân vân đường xá cực kỳ liên thông nha anh chị rồi hiệp xin phép kết thúc video ở đây anh chị có nhu cầu alo cho hiệp nha trân trọng cảm ơn